Kính chào quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Hương OS. Hôm nay em Hương xin giới thiệu cho anh chị 5 mẫu đồng hồ. Mẫu đồng hồ đầu tiên là hai mẫu đồng hồ Seiko anh chị nhé. Tiếp theo là mẫu dòng đồng hồ Penny này, và một mẫu đồng hồ Orient và một mẫu đồng hồ Calvin Klein. Đây là những cái hãng đồng hồ mà em đã giới thiệu rất là nhiều trên video bên em. Và mẫu đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị là mẫu đồng hồ Seiko, một phiên bản Seiko mặt màu trắng anh chị nhé, dây màu trắng luôn anh chị ạ. Mặt hiển thị của đồng hồ thì khá là rộng so với size mặt của đồng hồ. Kim và cọc giờ thì đều có dạ quang nha anh chị nhé. Kim dây thì là kim dây màu đỏ ạ. Tại vì anh chị có thể thấy là mặt trong của đồng hồ cũng khắc những chi tiết liên quan đến sản phẩm và dòng máy của sản phẩm nha anh chị nhé. Seiko 5 tại vị trí 12 giờ này, chứa automatic và 21 chấn kính tại vị trí 6 giờ, chứa made in Japan tại vị trí từ 6 giờ đến 8 giờ anh chị ạ. Nịch ngày và nịch thứ tại vị trí 3 giờ, nịch thứ thì sẽ có hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Ả Rập nha anh chị nhé. Nên trong quá trình mình sử dụng thì mình cứ chỉnh tiếng Anh cho nó dễ ạ. Và núm chỉnh tại vị trí 4 giờ nha anh chị nhé. Một phiên bản núm chỉnh tại vị trí 4 giờ rất là gọn gàng luôn. Dây của đồng hồ là dây thiết kế với 3 đường chỉ và được là thép phay xước nha anh chị nhé. Size mặt của đồng hồ là size mặt 35,5mm anh chị nhé. Một size mặt đồng hồ khá là nhỏ. Và đây cũng là ưu điểm và nhược điểm của chiếc đồng hồ này. Nó sẽ phù hợp với anh nam nào có chu vi cổ tay nhỏ. Đây là khóa của đồng hồ này. Chữ Seiko 5 và chữ Japan. Đây là mặt sau của khóa. Mặt sau của đồng hồ là đáy hở kính nha anh chị nha. Cũng các cái chi tiết liên quan đến sản phẩm như là máy 7S26 này, 21 chấn kính và made in Japan, sản phẩm của tập đoàn Seiko 5. Đây là tag tên sản phẩm đi kèm mà mã sản phẩm SNK559C1 nha anh chị nhé. Và sản phẩm này sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở xuống nha anh chị nhé. Như chu vi cổ tay của em là chu vi cổ tay 16 ạ. Size mặt đồng hồ khá là nhỏ nên anh nam nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì anh chị nên cân nhắc một chút về size mặt của đồng hồ. Kính của sản phẩm mình là kính Hanlex của Seiko rồi. Mẫu tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho anh chị là mẫu đồng hồ Seiko 5 quân đội phiên bản dây dù. Và size mặt của đồng hồ là size mặt 37mm và hiện tại em đang để sản phẩm với mức giá là 2,2 triệu anh chị nhé. Với mã sản phẩm là SNK809K2 nha anh chị nhé. Máy là máy 7S26, chống nước là 30m nước này. Kính cũng là kính Hanlex của Seiko, một cái phiên bản kính độc quyền của Seiko. Viền đồng hồ thì anh chị có thể thấy là được mạ Titan nên là có một cái chất nhám khá là bụi bặm của phiên bản dòng Seiko 5 quân đội. Mặt trong của đồng hồ cũng có chữ Seiko 5 tại vị trí 12 giờ này, máy automatic và 21 chân kính tại vị trí 6 giờ. Kim và cọc giờ thì đều có dạ quang nha anh chị nhé. Nịch ngày và nịch thứ tại vị trí 3 giờ và núm chỉnh tại vị trí 4 giờ. Nịch thứ thì sẽ có hai ngôn ngữ anh chị nhé, nên là mình cứ chỉnh tiếng Anh giúp em nhé. Nịch ngày thì sẽ mặc định 31 ngày trong một tháng nha anh chị nhé. Nên những tháng nào mà 29 hay là 30 ngày thì anh chị chỉnh lại giúp em. Mặt sau của đồng hồ là đáy hở kính để anh chị có thể nhìn thấy những chi tiết liên quan đến sản phẩm như là 21 chân kính này và máy 7S26C, máy sản phẩm của tập đoàn Seiko Time và có chữ Seiko tại vị trí này. Máy 7S26 này, 02G0 là mã vỏ của sản phẩm. Dây của đồng hồ thì là dây dù. Trên mặt dây này anh chị có thấy là bọc hơi một lớp da nữa anh chị ạ. Khóa thì cũng là được khóa là mạ Titan nhé anh chị nhé, để cho đồng bộ với màu viền luôn ạ. Size mặt của đồng hồ là size mặt 37mm, cho nên cũng phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16,5 trở xuống. Chu vi cổ tay của em 16, em lên tay luôn cho các chị. Một sản phẩm dây dù khá là bụi bặm luôn. Và với phiên bản dây dù thì sẽ bền hơn anh chị nhá, với những dòng sản phẩm dây da. Nên là trong quá trình mình sử dụng thì mình cũng có thể tháo ra để mình vệ sinh dây được. Mẫu tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho anh chị là mẫu đồng hồ Penny và hiện tại em đang để sản phẩm với mức giá là 1,9 triệu anh chị nhá, một mức giá rất là tốt luôn. Và mã của sản phẩm là BN1808-10MKWB. Sản phẩm Penny này bên em cũng mới nhập về thôi, với mức sản phẩm là cũng rất là tốt cho nên là em nhập về để giới thiệu cho các anh các chị. Thiết kế của sản phẩm thì thiết kế khá là đơn giản với hai nòng. Nòng bên trong thì là màu trắng sữa. Nòng bên trong và nòng bên ngoài được phân biệt rất là rõ ràng luôn. Kim thì anh chị thấy là kim sẽ có hai kim nha anh chị nhé, sẽ không phải là dòng sản phẩm 3 kim. Chữ B tại vị trí 12 giờ, chữ Benny 1948 tại vị trí 12 giờ luôn. Đây là phiên bản kính sapphire. Viền bên trên thì cũng là viền mạ vàng PVD này, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ và cũng có logo của Benny nha anh chị nhé. Dây của đồng hồ là dây da bò dập vân đà điểu. Một phiên bản dây khá là đẹp luôn. Đây là khóa của đồng hồ. Khóa thì cũng đang là bọc và bọc nguyên siêu nha anh chị nhé.
Mặt sau của đồng hồ thì anh chị có thấy là cũng khác những chi tiết liên quan đến sản phẩm, như kiểu là dòng sản phẩm là BN1808 này, chống nước 30m nước, là phiên bản kính sapphire và phiên bản made in German. Đây là mặt sau của size dây của đồng hồ là size dây 20 này, cũng có dập logo của Benny và chữ Benny. Phiên bản này thì hiện tại em đang để với mức giá rất là tốt là 1,9 triệu thôi anh chị nhé. Một sản phẩm với mức giá dưới 2 triệu mà lại có phiên bản kính sapphire nữa. Mẫu thứ tư mà em muốn giới thiệu cho anh chị là mẫu đồng hồ Orient với phiên bản là phiên bản mặt màu vàng. Orient SK là một trong những cái dòng đồng hồ rất là nổi tiếng rồi và được biết đến ở Việt Nam rất là nhiều, ngay cả những thế hệ trước. Và hiện tại em đang để sản phẩm này với mức giá là 3 triệu anh chị nhé. Mã sản phẩm là RAAA0B01G19B. Một phiên bản là size mặt cũng khá là to đấy ạ. Viền đồng hồ và dây thì được đều là thép không kỉ 316N anh chị nhé. Và núm chỉnh của đồng hồ sẽ có hai núm chỉnh, một núm để anh chị chỉnh lịch ngày, lịch thứ, và kim giờ, kim giây, kim phút, và một núm chỉnh để anh chị chỉnh cái vòng bezel ở bên ngoài này. Một mẫu sản phẩm rất là đẹp. Đây là khóa của đồng hồ có chữ Orient này, và dập mà logo của Orient trên khóa. Dây của đồng hồ thì là dây thép ghép rồi. Mặt sau của đồng hồ là đáy kín nha anh chị nhé. Và hiện tại bên dưới này sẽ có một cái lớp siêu bọc nữa, nên là anh chị nhìn thép nó không được trong. Anh chị có thể nhìn thấy những cái chi tiết liên quan đến sản phẩm, như kiểu là logo của Orient, chữ Orient, và dập thêm một tem của Orient bên trong nữa này. Số series của sản phẩm và dòng máy ép sơn. Sản phẩm này trong nước là 50m nước anh chị nhé. Phiên bản này phiên bản máy của Nhật rồi. Máy của sản phẩm thì đã có chức năng nên có tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ rồi, nên là trong trường hợp này thì anh chị có thể chỉnh cái có tay. Mẫu cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh chị là mẫu đồng hồ Kelvin Quen. Và hiện tại sản phẩm này bên em đang để với mức giá là chỉ là 1,3 triệu nha anh chị nhé. Một phiên bản mặt màu xanh, dây xanh luôn. Kim và cọc giờ thì có màu sắc khá là mới lạ, là màu kem nha anh chị nhé. Đây là khóa của sản phẩm, khóa cũng rất là đặc biệt luôn. Một sản phẩm mang đến một thiết kế mang tính đột phá của Kelvin Klein. Trên mặt đồng hồ cũng có chiếc Kelvin Klein tại vị trí 12 giờ này anh chị này. Có lịch ngày tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ luôn anh chị nhé. Tại vị trí 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ thì đã những cọc số Ả Rập. Bộ kim của sản phẩm thì vẫn là bộ kim quen thuộc của Kelvin Klein này. Được thiết kế rất là cắt vuông tại vị trí đầu ngoài cùng. Viền bên cạnh này thì được viền mạ bóng nha anh chị nhé. Mặt sau của đồng hồ cũng khắc những chi tiết liên quan đến sản phẩm, như kiểu là độ chống nước là 30m nước này. Toàn bộ là thân viền vỏ là thép không kỉ 316N này, sản phẩm Kelvin Klein, và sản phẩm này là Swiss Made nha anh chị nhé. Mã là K2G2G1. Chữ Kelvin Klein được dập ở trên dây luôn. Dây là dây da bò. Mã dây. Và hiện tại em đang để sản phẩm với mức giá là 1,3 triệu này. Mã sản phẩm là K2G2G1VX nha anh chị nhé. Size mặt của đồng hồ là size mặt 43 mini luôn anh chị ạ. Với size mặt 43 mini thì sẽ phù hợp với anh nam nào có chu vi cổ tay to một chút. Thì chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16,5 trở nên thì sẽ đeo đẹp hơn. Chu vi cổ tay của em là 16 nên cái càng của sản phẩm nó đã tràn ra khỏi cổ tay của em rồi ạ. Và sản phẩm dây da thì rất là ôm tay rồi. Một mức giá rất là tốt, máy của Thụy Sĩ. Và sản phẩm thì là chất lượng rất là bền bỉ với bộ máy pin. Đây là 5 mẫu đồng hồ mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong series này. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với số hotline bên em là 0868684699 anh chị nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.